Anh Tuấn ơi, đang tìm hiểu ảnh 5 tháng chưa quờ tờ giờ, ảnh kêu em làm bạn gái mà em chưa chịu, căng dữ à. Và có người muốn giới thiệu cô gái cho ảnh và ảnh cho số điện thoại và nói chuyện với cô gái đó. Em hỏi ảnh gặp cô ta không, ảnh nói chắc là không, kêu em đừng suy nghĩ nhiều, ảnh có đầu tư vào em nhiều, sao ảnh còn tìm hiểu người khác ạ? Em nên làm gì ạ? Có nên lùi lại không ạ? Em cảm ơn anh. Em ơi, thứ nhất là anh ta đang tìm hiểu ảnh 5 tháng chưa quờ tờ giờ, đó là điều tốt. Nhưng mà em nói là ảnh kêu em làm bạn gái em chưa chịu. Đây là một cái sự thiếu công nhận, đây có vẻ như bật đèn đỏ, đây có vẻ như là nỗ lực của anh không có kết quả. Đó. Cái thông điệp á, chấp nhận làm bạn gái không có nghĩa là quờ tờ giờ. Chấp nhận là bạn gái, nó chỉ, em biết bạn gái nó có thể là mình coi như đây là một mối quan hệ tình cảm có cam kết, nhưng mà mới nắm tay thôi cũng có thể gọi là bạn gái, và bạn gái cũng có thể là ngày mai cưới, hiểu không? Cho nên là cái bạn gái nó là một cái nhân xưng cho một cái, trong cái giai đoạn hẹn hò người ta gọi nhau là vậy. Tuy nhiên chữ bạn gái không có nghĩa là đổ. Một số bạn nghĩ, cứ nghĩ là mình là bạn gái là coi như xong rồi đó, là coi như là quờ tờ giờ là đổ. Không phải. Cho nên là em, khi em nói em chưa là bạn gái thì có nghĩa là gì biết không? Em chỉ là bạn, một đứa mà mình quen biết, nghĩ vậy đi cho đơn giản. Một đứa con gái mình quen biết thì đương nhiên ở trong cái trạng thái đó em thấy nè, anh ta cảm giác cái đầu tư anh ta không có kết quả, anh ta cảm giác là không có được gì hết. 5 tháng mà cô này vẫn bật đèn đỏ, bạn gái còn chưa chịu nhận nữa. Tức là một cái mối quan hệ coi như là chỉ lên một bước so với một đứa bạn thôi cũng không được. Ok, cho nên là khi mà anh ta được giới thiệu anh ta sẽ có những cái suy nghĩ, nhưng mà sao biết không, cảm giác với em còn là vì em chưa cho quờ tờ giờ, và mặc dù em không công nhận nhưng mà anh ta chưa chưa chinh phục được, và nó chưa đủ hư tới cái mức mà cảm giác tổn thương để bỏ đi. Cho nên anh ta sẽ là như vậy. Ok, anh ta không biết là mình tới không được nhưng mà mình không muốn lùi. Tức là anh ta muốn, anh ta có một cô gái khác nhưng mà anh ta không lùi được, là sao? Vì cái cảm giác cho em còn. Còn đây là sao biết không? Là cảm giác thì mạnh đó nhưng mà lại bị cái sự tổn thương nó chặn lại, là không được, tới không được. Nhưng mà khi anh ta lùi thì anh ta lại thấy cái cảm giác nó giữ anh ta lại. Nhưng mà nếu anh ta tới với em thì là tới không được, mà lại có một nhỏ đây có cái cơ hội. Anh ta bị kẹt mà anh ta rất là khổ. Còn em đây thì lại bắt đầu lăn tăn làm theo cái hướng gì đâu không biết, trời ơi đất hỏi. Em hỏi ảnh sẽ gặp cô ta không, tự nhiên đi hỏi nhỏ kia. Ở đây nó nói lên là em không cho quờ tờ giờ, đúng, em không chịu làm bạn gái, nó là đến từ sự lo lắng, từ sự bất an, mặc dù em đã có đổ bên trong một chút. Tại vì sao? Là vì khi anh ta có cô gái thì anh ta, em lại đi hỏi là anh có gặp cô ta không, anh ta nói chắc là không, em kêu đừng suy nghĩ nhiều, anh ta kêu em đừng suy nghĩ nhiều, rồi em lại đặt câu hỏi là sao ảnh còn tìm hiểu người khác ạ? Tại sao nó đặt câu hỏi đó khi mà em đã không đồng ý là bạn gái? Khi em đồng ý bạn gái nghĩa là đây mối quan hệ gần như em từ chối rồi. Rồi em hỏi em nên làm gì ạ? Có nên lùi lại không? Có gì đâu lùi đấy. Em từ nào giờ có tiến tới đâu mà lùi. Em đang đóng một cái vị trí là mình không phải là bạn gái, không có quan hệ tình cảm đáng kể luôn. Thậm chí có thể nói là không có quan hệ tình cảm. Bạn gái không chịu nữa. Cho nên em nói lùi, giờ bức tường sau lưng còn gì đâu lùi. Mình đâu có là cái gì đâu mà lùi. Mình chưa là mối quan hệ tình cảm nữa kìa. Cho nên đây em hỏi anh đó là em nên làm gì. Nó nói lên là bên ngoài em rất là cứng, em rất là sợ hãi, em không công nhận, em rất khó khăn với một người đàn ông vì em có vẻ lo lắng anh ta không yêu em, nhưng mà trong lòng em thì lại có cái mong muốn là được yêu. Em đang hành xử quá cứng, em đang có sự sợ hãi nó chế ngự em, và cái này nó làm hư cuộc sống tình cảm của em, và nó đang bắt đầu hư rồi, thấy chưa em ơi? Cái câu hỏi em nên làm gì, em nên là cái phiên bản một cô gái bình an, đón nhận những cái điều tốt đẹp trong cuộc sống, đón nhận tốt đẹp những cái cảm giác trong tình cảm, nhưng không có nghĩa là đổ, không có nghĩa là nên quờ tờ giờ liền. Tức là nó vẫn đúng, nó là đúng, còn em á là cứng và là đang là sai, bẻ ra ngoài rồi, quá cứng. Ok, em có nên lùi lại không? Thì thứ nhất không có gì để lùi hết, em và anh ta đã là bạn trai bạn gái, đâu có là quan hệ tình cảm đâu mà lùi. Em nên làm gì? Em nên trở thành cái trạng thái mà anh nói này là trạng thái tốt, trạng thái mà một người đàn ông người ta đến, người ta đeo đuổi và người ta yêu được mình á, chứ không phải trạng thái mà người ta không đến được, người ta bị từ chối đó. Cái câu trả lời cho em nó nằm ở cái gút chỗ đó. Đương nhiên em thấy là cái gút đó là từ bên trong em chứ không phải chỗ anh ta, mình là cái hành xử của mình á. 5 tháng rồi không quờ tờ giờ thì là đúng rồi, nhưng mà lại kêu là không chịu làm bạn gái. Không bạn gái mà khi cha kia có người giới thiệu nó bắt đầu lăn tăn lên, nhảy lên lăn tăn như con lăn quăng, thấy con lăn quăng không? Bữa nào lại cái hồ nước mà nước tù có thấy con lăn quăng trong nó giật 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 này. Đó, lăng quăng đó. Rồi tiếp tục nè.
luôn có cảm giác không tin tưởng người ấy dù là việc gì. Là sao vậy anh Tuấn? Em không biết anh nói người ấy là sao, tại vì một cái người mình không tin tưởng á, thì cái logic bình thường nè, mình không tin tưởng người đó là vì người đó có nhiều điều chứng minh với mình là mình không tin được chẳng hạn, và bình thường nha, tốt đẹp nha, à mình không tin được thì mình lùi lại vậy thôi, mình chẳng ghét, chẳng tức, chẳng gì hết. Như đây là một cái người mình không, giống như em đi ngoài đường thấy có cái cục đá em sợ, em thấy là cục đá mình đụng vô thì nó mình té thì thôi, giờ mình né cục đá mà sau đó mình quên cục đá đi, tại vì có gì đâu để nhớ, đi ngoài đường thì bao nhiêu cục đá mình đâu có để đâu, thì thấy thì né vậy thôi, không có gì để gọi là phải lăn tăn, anh giả sử vậy đó. Nhưng mà ở đây em lại nói nè, cảm giác không tin tưởng người ấy dù là việc gì và chạy đi hỏi. Ok, và khi em lăn tăn như vậy có nghĩa là cái người đó không phải như một cái cục đá, ví dụ em đưa ngoài đường, tức là ngoài đường mình đi mình gặp cục đá mà nó không thích đó, tại vì mình đụng vô mình sẽ té, mình nói ô cục đá này không tốt, okay. Bản chất nó là nó đi, nhưng mà mình không muốn đụng nó thì mình né nó đi mà mình không để ý nó. Nhưng mà tại sao em không né được cái cục đá này, là tại vì nó là một cái thứ mà em bị dính vào, cho nên em mới hỏi. Luôn có cảm giác không tin tưởng, ok, nếu là một cái gì đó không tin tưởng thì mình nó tách ra từ lâu, tại sao phải đi tới mức mà còn hỏi vậy? Có nghĩa là em và cái cục đá không biết sao nó dính lại với nhau, tức là cái người này em không tin nhưng mà không biết tại sao em lại phải dính với người này, à, nó biết chữ người ấy là người nào. Nhưng mà em thấy một cái logic lạ cái này nè, nếu không tin thì ra đi thôi, và ra đi một cách bình an thôi, nhưng mà không ra đi được thì có nghĩa là sao bị dính, tại sao không tin mà lại dính. Cái điều đó nó xảy ra nó có nhiều thứ trong đó em không tả, nhưng mà anh cho anh thì anh nhận như này, anh đoán như này nha, là cái người đó có những cái hành xử từ phía người đó, và ở hành xử đó em không tin người đó, và em không tin đây á nó lại xảy ra như thế này. Mà nếu như đây là quan hệ tình cảm, là cái người này có cái những cái mối quan hệ tình cảm với những người khác và làm cho em bị tổn thương nhưng em không tin, nhưng mà em không tin dựa trên cái hệ này nè, anh nói là anh thương tôi nhưng anh lại không thương tôi tại vì anh có những con nhỏ khác, nó nằm trên cái hệ quy chiếu đó, trong khi thực ra cái hệ quy chiếu mà bên ngoài vũ trụ nhìn vào anh ta không có tình cảm với mình đủ lớn thì anh ta sẽ có con nhỏ khác vậy thôi, nhưng anh ta không buồn chẳng hạn. Và tại sao mình lại không né cái cục đá này để đi tiếp cuộc đời mình, là vì mình bị phụ thuộc, mình bị phụ thuộc, tức là mình không tin nó nhưng mình bị phụ thuộc. Thì điều đó em thấy ông, nguyên nhân nó nằm ở chỗ gì, cái cảm giác hai người không không yêu nhau, không tốt với nhau, cho nên là dẫn tới cái sự tổn thương, rồi dẫn tới không tin tưởng, không tin tưởng nhưng lại không bỏ đi được, tại sao, là vì bị phụ thuộc. Cho nên em hỏi là dù là việc vậy là sao vậy anh Tuấn, còn giải thích ra em thấy nó phức tạp, với nguyên nhân nó phức tạp hơn, nhưng mà giải pháp thực ra rất là đơn giản, xây dựng lại mối quan hệ có gì đâu, còn nếu xây dựng được thì coi như cục đá mình tránh nó đi thôi vậy thôi, nó nằm ngoài đường à, nếu mà rảnh thì xuống khiên để vô là được, để người khác đừng đụng, còn nếu như mà mình thấy à, thôi mình không muốn đụng nó, đụng nó mình té thôi, mình để tiếp né thôi, hết chuyện, không bao giờ quay lại nữa vậy thôi. Anh thấy logic cuộc đời rất là đơn giản, giải pháp rất là đơn giản, phân tích ra cho em hiểu thì sẽ phức tạp, và tại vì sao là vì em đang ở góc khác. Nếu bạn coi cái video này tới đây mà thấy có giá trị á, thì bạn nhớ bấm vào cái nút màu đỏ là nút đăng ký kênh, còn ở tiếng Anh đó là chữ subscribe, sau đó là hiện ra cái chuông, bấm vô cái chuông luôn, mỗi lần có video mới bạn sẽ được báo. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nữa, bye bye.